Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán máy cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đi mẫu sản phẩm giày cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm cũng như là trong buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về rất nhiều sản phẩm cũng như là S10 Plus các bạn nhá. S10 Plus thì là phiên bản Mỹ. Hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là phiên bản Mỹ. Còn các cái bản là Tokyo, bản đặc biệt Tokyo là bản Nhật thì mình đã bán hết rồi các bạn nhá. Thì hôm nay bản Mỹ thì là mình về là đủ màu để các bạn lựa chọn. Đấy, buổi tối ngày hôm nay mình về màu trắng này. Đây là mình là màu trắng này. Và đây là mình màu đen này. Đấy, màu trắng như mình, nhà mình màu trắng về mấy cây ấy. Mình tạm thời sẽ bỏ ra đây các bạn nhé. Và mình sẽ lấy màu tím, màu xanh cho các bạn. Đây, và đây là màu xanh các bạn nhé. Màu xanh đi. Đấy. S10 Plus này. Xanh và mình đủ hết nhé. Và sản phẩm buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về sản phẩm coi như là đấy. Galaxy S10 Plus, phiên bản của nhà mình là phiên bản Mỹ các bạn nhé. Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ sẽ là chạy một sim một sóng và bọn này được cái là chạy chip Snap là 855. Chip này là gánh game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và con gì nhỉ? S10 Plus phiên bản Mỹ này được cái là của nó là bộ nhớ cực kỳ khủng. RAM con này là RAM 8GB và bộ nhớ trong con này là 128GB. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về tính năng của sản phẩm con sâm Galaxy S10 Plus này. Thì là gì nhỉ? Màn hình của nó thì là tràn viền. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và được cái là thiết kế con này thì là bo tròn coi như là 4 đầu này. Con này được cái là thò bo tròn 4 đầu này. Đấy, cầm là cực kỳ là chắc tay. Đấy. Hàng này là cầm cực kỳ là chắc tay và cực kỳ là sang các bạn nhé. Tại vì nó bo tròn 4 cạnh. Con này là màn hình của nó là 6.4 inch. Nói chung là nó không to quá và không nhỏ quá, cầm cực kỳ tuyệt vời. Đấy, con này thì đầu tiên của mình là màu xanh này. Thì là ngoại hình của nhà mình thì là ngoại hình máy thì còn 90% các bạn nhé. Đấy. Máy con này đầu tiên nhà mình là máy màu xanh này. Và con thứ hai con này là màu đen này. Đấy. Và thứ ba là màu trắng nhé. Nhà mình thì có đủ màu để các bạn cũng như lựa chọn sản phẩm cũng như là Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ các bạn nhé. Phiên bản Mỹ này thì là được cái bản Mỹ thì nó là nói chung là nhiều bạn nó cũng thích bản Mỹ, kể cả điện thoại iPhone cũng thế. Điện thoại iPhone thì nhiều bạn rất thích cái bản kiểu là LA bản Mỹ. Nhưng mà đây hôm nay thì mình lại về tiếp tục được bản Mỹ này là phục vụ các bạn. Dung lượng pin con này của nó là pin 4100, nói chung là dung lượng pin 4100 các bạn dùng là cực kỳ là ok các bạn nhé. Nói chung là cũng không nhanh hết quá và cũng không coi như là nói chung là cũng mức vừa phải. Nói chung là không thuộc dạng là trâu bò quá và thứ nhất là không nhanh hết quá. 4K1 mình thấy là cực kỳ là hợp lý. Mình sẽ vào coi như là mình sẽ test cái phần âm thanh loa nghe kép con này thì nghe có hay không các bạn nhé. Thì là con này có hỗ trợ cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe này các bạn cắm mic live stream hay là thu âm thì cực kỳ tuyệt vời. Đây thì mình sẽ vào coi như là cái cắm mic loa nghe xem nào. Ờ mình mất mạng rồi các bạn. Chết rồi. Để mình vào kết nối các bạn. Mạng nhà mình tự nhiên tịt luôn. Hình như là có sẵn. Sợ lắm. Nói chung là mạng ở nhà mình thì cũng buổi tối là nó kèm. Chắc cũng nhiều người học online. Chắc rất nhiều tầm này rất nhiều các bạn học sinh đã học có online các bạn nhé. Và cái màn hình con này của nó được cái thiết kế của nó là tràn viền ra bo bên ngoài, nhìn rất là đẹp và rất là sang các bạn nhé. Nhìn rất là thích luôn. Đấy. 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 Loa cực kỳ to các bạn nhé. Đấy, loa nghe kép của bạn. Một loa bên trên này. Đấy, và một loa bên dưới này. Nghe cực kỳ sướng. Đấy. Loa của này thì nghe cực kỳ là to các bạn nhé. Mình sẽ vào coi như là phim phim coi như là 8K đi. Đấy, mình sẽ vào coi như là video 8K. Mình sẽ xem cho bạn hình ảnh của bọn này nó không phải chê luôn. Quá sắc nét luôn. Nhanh lắm. Với con RAM coi như là 8GB các bạn lướt. Nói chung là không có độ trễ gì. Chỉ do mình mạng mình hay là có chậm rồi. Lướt quá là nhanh luôn. Đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Với mức giá con này là hơn 6 triệu đồng thì là có đáng mua không bạn nhá. Nói chung là mình thật quá đáng mua luôn. Màn hình AMOLED QHD 2K cực kỳ là đẹp các bạn nhá. Đấy, và loa con này là cực kỳ giòn và cực kỳ to luôn, màn đẹp trong veo luôn. Đấy.
Và cái bọn gì nhờ, Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ này của nhà mình thì tất cả màn hình đều đẹp keng nhá. Đấy, của nhà mình tất cả màn hình đều đẹp keng luôn. Đấy, màu trắng thì cũng thế. Tất cả là màn hình đều đẹp luôn. Đấy, bọn này thì khỏi chê luôn. Màn hình đều đẹp keng các bạn nhá. Đấy. Đấy, toàn màn hình đẹp keng luôn. Đấy. Và giá bọn này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá có như là 6.200.000. Đấy. Và sản phẩm có như là Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ chip Snap 855 này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá coi như là 6.200.000. Các bạn mua những sản phẩm này có nói chung là nói thật các bạn đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Đấy, 6.200.000 cho bạn nhé. À, bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ thì các bạn thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco. Và hình thức Shipco thì các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đầu mùa 1 tuần và bảo hành là 6 tháng phần cứng cho các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm lựa chọn sản phẩm bên mình các bạn nhé. Nói chung là những sản phẩm đời cao này nó cực kỳ là lạnh. Đấy, lỗi cực kỳ là ít nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đấy, Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ giá chỉ với giá có như là 6.200.000 cho bạn. Nhà mình thì là về 3 màu đủ lựa chọn cho các bạn nhé. Đấy, về đủ 3 màu lựa chọn. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là hai cây LG V50S. Đấy, V50S thì là V50S thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai cây các bạn nhé. Nói chung là hàng này thì bây giờ tầm thời điểm này là cuối canh rồi, không có hàng nữa các bạn nhé. Con LG V50S gì nhỉ? V50S ThinQ 5G này thì của nhà mình thì làm màn hình của nó là BOLED 6.4 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng. Và con này được cái là chạy chip Snap là với ngang với con S10 Plus là chip Snap là 855. Và con này thì là được cái là màn hình của nó là tràn viền giọt nước, thì cái giọt nước là 6.4 inch. Dung lượng pin con này cũng là 4000. Nói chung là pin 4000 thì cũng cực kỳ là ok các bạn nhé. Và con này thì là bộ nhớ cực kỳ là khủng. RAM con này là giật là RAM 8GB và bộ nhớ trong con này tận 256GB. Nói chung là với bộ nhớ trong 256GB các bạn lưu trữ thì không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ hay là gì các bạn nhé. Và có sản phẩm là LG V50S ThinQ này thì của nhà mình thì là màn hình đẹp keng. Đấy, con này của nhà mình thì màn hình đẹp keng này. Đấy, màn hình con này thì mình đẹp keng các bạn nhé. Đấy, đẹp keng. Ngoại hình con này thì là bên mình thì còn 90% trên 90%. Đấy, máy zin nguyên bản luôn. Bọn này đấy nhá, cũng là máy zin nguyên bản các bạn nhé. Mình sẽ vào có như là YouTube, mình sẽ thử nghe cái loa nghe nhạc sản phẩm cũng như là LG V50S ThinQ 5G này thì là nghe cái nhạc của nó thì là loa kép của nó cũng còn ok các bạn nhé. Đấy, đây, nghe nhạc bọn này thì nó sẽ là không to quá, không nhỏ quá. Nghe nhạc cũng cực kỳ là hay các bạn nhé. Với mức giá có như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn có thể cân nhắc mua sản phẩm có như là LG V50S ThinQ 5G này các bạn nhé. Đấy, loa cực kỳ là cũng là giòn và âm thanh rất là trong. Đấy, bọn này màn hình của nó Full HD cũng là cực kỳ là ok các bạn nhé. Đấy, đấy, đấy. Chip Snap là 855. Thiết kế con này cũng là bo tròn có như là bốn cạnh. Nói chung là cũng cầm là cực kỳ là chắc tay các bạn nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. V50S ThinQ 5G thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình đã về được hai cây. Thì là bọn này bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.900.000 các bạn nhé. Sản phẩm LG V50S ThinQ 5G này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.900.000 các bạn nhé. 3.900.000 cho các bạn nhé. 3.900.000 sản phẩm cũng như là LG V50S ThinQ. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại có về được một con này, con LG V50. Con LG V50 này thì là hôm nay nhà mình đã về được một con này các bạn nhé. Con LG V50 thì ạ. Giới thiệu V50S. À, con này là V50 ThinQ 5G. Thì con này có là RAM của nó là RAM 4GB. À sorry các bạn, con này là RAM 6GB và bộ nhớ trong con này là 128. Và màn hình con này của nó thì là được cái của nó là QHD 2K các bạn nhé. BOLED QHD 2K. Nó cao hơn cả của V50S. Pin cũng này cũng nó là pin 4000. Thiết kế con này của nó là 3 camera. Có mở khóa vân tay này. Và khuôn mặt. Nói chung là nhiều tính năng hơn cái con sản phẩm cũng như là LG V50S các bạn nhé. Con này cũng hỗ trợ là cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5. Thì là ngoại hình con này thì là mặt lưng con này có xước cũ theo thời gian này. Mặt lưng con này có hơi xước nhá. Tại vì tầm này thì là LG V50S ấy, LG V50 thì nó sẽ là không còn hàng đẹp nữa các bạn nhé. Nói chung là với tầm này thì là sản phẩm LG V50 nó sẽ là không còn hàng đẹp nữa. Thì là bọn này thì là gì nhỉ, cái mặt lưng của nó thì là hơi xước này. Mặt lưng mấy viền của nó thì là hơi phẩy nhá. Viền của nó cũng là hơi phẩy và mặt lưng hơi xước. Màn hình con này thì được cái là không xước các bạn nhé.
Màn hình con này thì là được cái là không xước luôn. Màn hình con này của nó cũng là cực kỳ là ok, còn rất là ok. Và con lưng xước này thì là bên mình. Và đây, sản phẩm coi như là LG V50 ThinQ 5G, lưng hơi xước xước này thì là bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3 triệu đồng nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm coi như là LG V50 này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá, 3 triệu cho bạn nhé. Đấy, nhà mình thì còn một chiếc. Hôm nay nhà mình thì lâu lắm, hôm nay mình về được một chiếc thôi. Thì vì sản phẩm nó bây giờ là không có các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Oppo Reno 3. Đấy, con Oppo Reno 3 này thì là cấu hình thì cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM 8GB và bộ nhớ trong con này là 128GB. Và con này các bạn có thể nới thêm, tăng thêm dung lượng RAM các bạn nhé. Tính năng cập nhật mới của sản phẩm Oppo Reno này nó sẽ là tính năng coi như là các bạn có thể là cập nhật lên RAM đấy. Mình sẽ chọn các bạn coi như là mức RAM 3GB hoặc là 5GB. Đấy, tăng thêm. Mình sẽ chọn coi như là đúng là 3GB cho bạn nhé. Đấy, mình sẽ chọn vào mức coi như là tăng thêm. RAM 8 rồi các bạn lại cộng thêm được phẩm 3GB RAM coi như là online đấy các bạn nhé. Và bộ nhớ trong là 128GB. Và sản phẩm Oppo Reno 3 này sẽ là 2 SIM 2 sóng. Và màn hình con này là màn hình AMOLED 6.4 inch. Độ phân giải của nó là QHD. À gì nhỉ, bộ phân giải của nó là Full HD cộng các bạn nhé. Và dung lượng pin con này của nó là pin hơn 4000. Con này cũng có hỗ trợ là cổng sạc tai C và sạc tai nghe 3.5. Camera con này thì là thiết kế của nó cực kỳ nhiều camera, 1, 2, 3, 4 camera. Thiết kế cực kỳ là dài các bạn nhé. Đấy, thiết kế con Oppo Reno 3 cực kỳ đẹp. Và ngoại hình con này thì là mặt lưng con này thì là có dính các cái mùn ốp, dính các cái mùn ốp, khách là dùng ốp này. Kiểu là khách dùng cái ốp mà gì nhỉ? Khách dùng cái ốp mà kiểu khách dùng cái ốp mà dính các cái mùn ốp vào đây thôi các bạn nhé. Đấy. Đấy, dính các cái ốp thôi. Đấy, dính vào các cái mùn ốp vào thôi các bạn nhá. Ngoại hình thì còn độ 90% chỉ dính các cái mùn ốp này các bạn nhé. Và con Oppo Reno 3 này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.400.000 các bạn nhá. Đấy, sản phẩm Oppo Reno 3 này mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.400.000. Đấy, bạn nào mà cần hai SIM sóng, hai SIM hay sóng các bạn có thể cân nhắc giữa giá coi như là V50 này hoặc là V50S này. Đấy, thì các bạn có thể đặt con Oppo Reno 3 này các bạn nhá. 3.400.000 cho bạn nhá. Và tiếp nay thì nhà mình có coi như là mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi như là bộ sạc này. Trên tay mình đây là bộ sạc siêu nhanh 25W này. Trên tay mình đây là bộ sạc siêu nhanh 25W chính hãng của Samsung. Bộ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá đang xa, đang vừa bán vừa xa cho bạn coi như là với mức giá coi như là 150.000 đồng nhá. Đây, bộ sạc 25W chính hãng của Samsung. Bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng. Và trên tay mình đây là bộ sạc nhanh của LG 18W này. Bộ sạc nhanh 18W của LG thì bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 99.000. Đấy. Thì là bạn nào mà muốn mua bộ sạc coi như là bộ sạc coi như của LG và của Samsung 25W thì các bạn có thể lên Shopee của mình. Tí nữa mình sẽ để cái link coi như là cửa hàng Shopee phụ kiện của mình ở dưới. Đây, ở đây sẽ các bạn có thể là củ combo bộ sạc Samsung 2A này, 25W. Đây, bộ này thì mình đã bán rất là nhiều rồi. Nói chung là cái bộ này mình bán củ này bây giờ mình phải bán tầm khoảng độ là gần 500 bộ các bạn nhé. Cả củ luôn, ốp dẻo S10 5G này và ốp dẻo V50 các kiểu này, nói chung là nhiều phụ kiện, dây sạc các kiểu. Các bạn có thể lên Shopee để ủng hộ mình các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể lên coi như là Shopee ủng hộ mình các bạn nhé. Đấy, rất nhiều coi như là phụ kiện để các bạn ủng hộ luôn. Đấy, rất là hợp lý các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về tiếp tục được sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật. Thì là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 6 cây. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về tiếp tục được 6 cây nhé. Đấy. Mình bán sản phẩm này mình bán quá nhiều luôn. Mình bán rất sướng lắm. Sản phẩm này dùng rất là sướng các bạn nhé. Đấy, dùng rất là sướng luôn. Đấy, Galaxy này. Đấy, Galaxy con này thì là đấy. Của nhà mình là Galaxy Note 9. Galaxy Note 9 của nhà mình là phiên bản Nhật này. Đấy. Phiên bản Nhật này thì là ngoại hình con này thì là nói chung là không khác gì là máy mới. Từ đến cổng sạc này, cổng sạc còn không một hạt bụi các bạn nhé. Cổng sạc thì đẹp như mới. Và tình trạng con này là hàng tồn kho này, tuồn ra bên ngoài này. Chỉ tình trạng coi như là con này là bị khứa nhá. Khứa ở chỗ chân sạc này. Đấy, con này thì xong này sẽ là khứa chỗ chân sạc này để thành máy lỗi coi như là lúc tuồn ra thị trường các bạn nhé. Và sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 này có hỗ trợ coi như là cái bút này, có hỗ trợ cái bút, các bạn chỉ bấm bút chụp ảnh thôi. Camera thì bọn này cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Camera của bọn này không phải chê luôn, cực kỳ sắc nét.
Và bọn này thì là bản Nhật đấy, thì là sẽ là cái zoom Nhật thì nó sẽ là nhiều rác. Bạn nào muốn mà convert lên bản Mỹ, bản quốc tế thì các bạn thêm 50.000 nữa thì mình sẽ convert lên sản phẩm cũng như là bản Mỹ. Phiên bản Mỹ cho bạn là thêm 50.000 nữa các bạn nhé. Và đây thì là bộ nhớ con này là cực kỳ khủng này. Bọn này thì là bản Nhật của mình thì là chạy chip snap, là con này thì mình đã convert lên bản Mỹ rồi. Bạn nào mà cần bản Nhật thì mình sẽ về bản Nhật, hoặc bạn nào mà cần bản Nhật và lên bản Mỹ thì mình sẽ lên bản Mỹ thêm 50.000 các bạn nhé. Và bọn này thì là chạy chip snap là 845, chip này gánh game và chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Và con này của nó thì là trang bị là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB, màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K cộng, và dung lượng pin con này của nó là pin 4000, nói chung là pin 4000 thì cực kỳ ok. Con này thì nhiều rất nhiều tính năng mở khóa, mống mắt, khuôn mặt và vân tay. Rất nhiều tính năng, nói chung là Galaxy Note 9 thì ngày xưa một thời coi như là về Việt Nam với mức giá coi như là gần 30 triệu đồng nhá. Đấy, mình sẽ vào wifi, mình sẽ kết nối, mình sẽ nghe nhạc. Coi như là đấy, nhanh mượt. Nói chung là chip Snap của làm các bạn không bao giờ phải thất vọng luôn. Nghe nhạc cực kỳ sướng, nói chung là dòng Note nghe nhạc cũng cực kỳ là hay các bạn nhé. Đấy, loa cũng là ngôi kép này, một loa bên trên này và một loa bên dưới này, nghe nhạc cũng cực kỳ là phê các bạn nhé. Đấy đấy, nghe nhạc cũng cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy, nói chung là mình nghe được mức này thôi thì là mình sợ tránh bản quyền các bạn nhé. Bọn này sẽ là còn nguyên cái ly lông siêu của máy này đấy, mình bóc ra rồi không khác gì là máy mới các bạn nhá. Và màn hình bọn này thì bên mình thì màn tất cả màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Đấy, màn hình bên mình thì màn hình đẹp keng luôn đấy, không ám mù hay không đi bảnh gì các bạn nhá. Bọn này cực kỳ tuyệt vời. Và hôm nay thì là cái bản mà gì nhỉ, cái bản mà Galaxy Note 9 mà bị gạch ở lỗi ở chỗ chân sạc này, một hai gạch này, thì là bọn này thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 4 triệu 900k các bạn nhé. Đấy, 4 triệu 900k. Thì nhà mình hôm nay có hai con là 4 triệu 900k này. Và đây tiếp theo đây thì là bốn con này. Bốn con này thì là người ta gạch quá tay nhá. Đấy, bốn con này thì là người ta gạch quá tay, đâm là nó hơi bị xuống cái chỗ kính này. Đấy, hơi xuống bị chỗ kính này. Đấy, hơi bị xuống chỗ kính, đâm là hơi bị dàn dạn một tí thôi. Các bạn để nhìn kỹ thì mới thấy. Bình thường mình bán ra. Đấy. Bình thường sản phẩm mình bán ra. Sản phẩm mình bán ra ấy, mình bán ra thì mình sẽ kèm cho bạn một cái ốp như này. Đấy. Sản phẩm mình bán ra thì mình sẽ kèm các bạn một cái ốp như này. Thì là lúc nào các bạn mà bị sứt xuống đây, các bạn mới dạn thì xuống đây. Thì các bạn có thể là dùng cái ốp này các bạn lắp vào, là nói chung là rất là đẹp và nhìn cực kỳ là chắc chắn máy các bạn nhé. Đấy. Đây, hôm nay bản này thì là mình đây, bọn này thì là gạch ngu này, gạch ngu bị xuống nhá. Bọn này thì là sẽ là gạch ngu bị xuống chỗ kính này, dạn xuống một tí kính này. Đấy, đây gạch ngu xuống một tí kính này. Toàn còn nguyên siêu viền, ni lông viền này. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục 4 cây các bạn nhé. Đây, 4 con gạch ngu, nói chung là gạch quá tay, nó gạch như bọn này ấy. Thường thường nó gạch như bọn này ấy thì là sẽ là không bị vỡ lưng các bạn nhé. Nhưng mà ở đây là gạch quá tay, gạch ngu quá tay quá này, bị xuống lưng này. Đấy. Đấy. Bọn này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá coi như là 4 triệu 500k, nói chung là rẻ. Ngang với con Galaxy Note 8. Bình thường các bạn mà mua sản phẩm Galaxy Note 8 mà thời điểm bây giờ mà máy đẹp ấy thì các bạn phải mua vào tầm 4 triệu rưỡi. Đấy. Đấy, chỉ với dư coi như là cái một cái lỗi gạch như này mà xuống một tí kính như đây thì nói chung là dùng các bạn để mà dùng không vấn đề gì cả. Các bạn không phải tay hay không dùng vấn đề gì cả. Các bạn cứ để nguyên zin như này, dùng nó còn nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp suất, các bạn dùng cực kỳ là sướng. Nói chung là với mức giá coi như là Note 8 mà đẹp 4 triệu 500k. Với con Galaxy Note 9 4 triệu 500k này, các bạn cứ chọn cho mình là sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 các bạn nhé. Note 9 thứ nhất là rất nhiều tính năng hơn, phần tử pin trâu hơn và tính năng là nhiều tính năng hơn, nói chung là có thêm cả cái bút các kiểu nữa nhá. Đấy, bình thường cái bút này mình ra mình đã bán được tầm khoảng độ 400-500 nghìn rồi, cái bút Note 9 đấy này, các bạn làm mất ấy thì mình đã bán ra cho bạn coi như là 400-500 nghìn rồi. Đấy, tội gì các bạn phải mua Galaxy Note 8, các bạn cứ mua cho mình sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 các bạn nhá, dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê nhá. Đấy, bọn này thì là gạch ngu này thì là sâu xuống một tí thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 4 triệu 500k. Và bọn này ấy, thì là 4 triệu 900k các bạn nhé. Thì mình còn 2 chiếc. Đây thì mình còn 4 chiếc các bạn nhé. Đấy. Thôi mình tạm đợi, tí nữa mình sẽ đóng vào sau. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm có như là iPad 5. iPad 5 phiên bản là AR1 các bạn nhé. Đây, buổi tối ngày hôm nay thì mình đã về tiếp tục được sản phẩm có như là iPad 5 phiên bản AR1. Thì có như mình thì là phiên bản 16GB. 16GB sẽ là phiên bản Wi-Fi của nhà mình, là phiên bản Wi-Fi các bạn nhé. Phiên bản của mình thì là sẽ là phiên bản có như là wifi các bạn nhá. Thì sản phẩm có như là iPad 5 này
iPad 5 này thì là dung lượng pin của nó thì là hơn 8.000, và màn hình của nó thì là 9,7 inch, gần 10 inch, cực kỳ to. Đấy. Với thời điểm hiện tại thì là theo lời khuyên của mình thì một người bán hàng online thì các bạn cứ mua cho mình từ sản phẩm cũng như là iPad 5 trở lên. Đây các bạn nhìn camera này, cực kỳ là sắc nét luôn các bạn nhé. Nhưng nói chung là dòng iPad thì là camera của các bạn, camera thì là sẽ là làm cho bạn không bao giờ thất vọng về cảm sản phẩm cũng như camera, rất là hay, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, camera cực kỳ là hay. Đấy. Và tính năng tiếp theo là con này thì là sẽ là có là cái iOS của nó, phần mềm của nó là gần như là mới nhất. Thì là theo lời khuyên của mình để mà các bạn về học online mà tốt ấy, nhiều ứng dụng ấy, thì các bạn cứ dùng cho mình coi như là iPad 5 trở lên. Đấy. Với mức giá coi như là từ 5 triệu đến 6 triệu thì các bạn sẽ nhiều lựa chọn hơn. Nhưng mà còn iPad 5 mà phiên bản Air này thì là với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn cứ chọn mình là sản phẩm iPad 5 nhé. Tại vì bây giờ là cái ứng dụng học bây giờ là nhiều ứng dụng đời mới. Thì những sản phẩm iPad 2, iPad 3, 4 và mini 1, mini 2 thì là sẽ là iOS thấp quá thì là không tải được. Thì là các bạn cứ chọn mình sản phẩm coi như là iPad 5 trở lên các bạn nhé. Đấy, iPad 5 trở lên. Giá bọn này thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.500.000 thôi các bạn nhé. Đáng, cực kỳ là đáng mua. Loa nghe nhạc thì bọn này cực kỳ là to. Nói chung là loa nghe nhạc của nó loa nghe kép. Và cổng sạc của nó là từ 5 đến 13 Pro Max các bạn nhé. Đấy, loa của nó thì cực kỳ to luôn. Màn hình nó cực kỳ to. Đấy. Làm thế nào để ngăn chặn sự đấy, loa loa kẹt kép các bạn nhé, nghe cực kỳ to các bạn nhé. Đấy, loa cực kỳ. Đấy. Đấy. Đấy, loa bộ này thì cực kỳ to luôn. Các bạn mua về học online thì cực kỳ tuyệt vời. Và thiết kế con này thì nó mỏng nhá. Các bạn cầm cực kỳ là nhẹ tay và cực kỳ là sướng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi như là iPad 5 mua về để học online này, các bạn nhìn thấy hàng mình là sớm nhất. Giá bộ này thì mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.500.000. Nói chung là với thời điểm hiện tại thì là không biết nghỉ dịch đến bao giờ. Tại vì Hà Nội hôm qua là tận là 1.000 ca, đạt mốc 1.000 ca. Thì các bạn nên đừng tiếc tiền coi như là để mua cho các bạn học sinh hoặc là các em nhỏ ở nhà để học online. Nói chung là các bạn nhé, cứ nên mua những sản phẩm coi như là đắt tiền một tí để về học online. Nhiều bạn cũng nói chung là cứ mua tạm bợ mình những cái con mấy trăm nghìn đấy. Nói chung là về thứ nhất là hại mắt. Mình không phải là ấy thật, nhưng mà bây giờ nói chung là bây giờ mức thu nhập mà hơn 3 triệu đồng là cực kỳ đơn giản. Kiếm một tháng mà dân lao động bình thường cũng là 3.500.000 là cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, hoặc các bạn thể là mua trả góp cũng được luôn, cực kỳ là rẻ và hay luôn. Đấy, thì là cái màn hình bọn này to, camera to nó sẽ là nhìn sẽ là không hại mắt. Nói chung là nhìn cô giáo hoặc là nhìn các bạn trong lớp ấy, thì cực kỳ to và cực kỳ thích. Và giá cực kỳ là rẻ, 3.500.000 các bạn mua con này là cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Đấy, cực kỳ là hợp lý luôn. Đấy, thứ nhất là 16GB nó là học online, nó sẽ là không cần mạng. Nói chung là các bạn đừng, nói chung là nếu mà các bạn mà nếu các bạn có thể là mua Galaxy Note 9 này về học online cũng được, những sản phẩm mà đời cao. Còn các bạn mà mua những cái máy mà ví dụ có mấy trăm nghìn ấy, các bạn về để học online ấy, thì nó kém lắm. Thứ nhất là kém và thứ hai là cái camera nó kém, nhìn cảm giác nó rất là hại mắt các bạn nhá. Nói chung là vì con em tương lai của chúng mình thì các bạn cứ sắm cho mình một cái máy cứ iPad 5 trở lên được. iPad 5 là 3.500.000, cực kỳ là hay các bạn nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình đã về đi mẫu sản phẩm cũ giá rẻ, mình review giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn ưng sản phẩm nào các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình hàng. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào lại clip lần sau các bạn nhé.